Em xin kính chào các bác nhé, xin kính chào cả nhà mình đang xem live. Hôm nay thì em nghỉ mất mấy ngày, hôm nay em mới quay lại để bán hàng được. Thì cũng có lên chia sẻ các bác nhà mình những cái mã hàng cuối tháng 8 Hòa Bình, cái này của dân mới khai thác về. Và chủ yếu là mặt bông là hoa xanh cốm. Và cũng như là hôm nay thì em phá một giò tam bảo sắc hoa vàng, hoa vàng lưỡi trắng đấy. Cái giò này thực ra là nó bị mấy hôm vừa rồi nó mưa bão nó quật mất một cái cây to nhà em xuống, nó gãy hết cả ngọn bọc một gỗ một cái cây cây nhãn to nhà em, nên nó gãy hết cả cành các thứ, nó đập phải nên là nó buông mất một cái giò tam bảo sắc to xuống, nó cũng bị gãy dập một vế, còn một bên thì vẫn còn rất là nhiều cây đẹp, nên là hôm nay em quyết định em phá ra tách nhỏ ra để lên chia sẻ các bác nhà mình. Thì các bác nào nhà mình hôm trước mà hỏi em là muốn sưu tầm những cái ngọn tam bảo sắc hoa vàng lưỡi trắng, cái hàng của Thái đấy, cái hàng mà rất là đẹp đấy ạ, mà hôm trước em không nói, em nói là em không tách ấy, thì hôm nay em sẽ chia sẻ các bác nhà mình những cái đơn tách lẻ ra như này các bác nhé. Thì bác nào có nhu cầu sưu tầm thì mình liên hệ trực tiếp với số điện thoại bên em là 0385050491 để mua hàng cả nhà mình nhé. Ở đây thì em mới phá có nửa giò ấy, giò đấy to lắm, một giò tam màu sắc hoa vàng lưỡi trắng. Bình thường mình mua ngoài thị trường thì chắc chắn các bác nhà mình giá cực kỳ là đắt, không thể nào mua được đâu. Bên năm nay giá nó cao lắm, vì các bác nhà mình mà tranh thủ mua được từ năm cách đây khoảng tầm vào 2 năm trước, giá nó hợp lý hơn, nó rẻ hơn. Hoa vàng lưỡi trắng tam màu sắc, hàng này hàng của Thái. Những cái ngọn này là hàng một dề này, một dề ngọn này được một cây mẹ và hai cây con. Thì giò này bác nào nhà mình có nhu cầu sưu tầm mã số 9 các bác nhé, một mẹ hai con tam bảo sắc hoa vàng lưỡi trắng đó. Em chia sẻ các bác nhà mình lấy cái đơn này về làm giống với giá là bằng 300.000 các bác nhé. Đấy, bác nào mình muốn ghép một cái dề nhỏ nhỏ vừa vừa thì các bác lấy dề này đây các bác thấy không, hàng là hàng mới bóc ra đấy ạ. Em mới phá có một nửa giò thôi, còn cái giò nó to lắm. Cái giò đấy của em, nhà em là làm giò tác phẩm to, treo gần cây nhãn ấy, xong thì nó gãy mất mấy cành nhãn, nó mưa bão vừa mấy hôm vừa rồi. Đợt này các bác nhé, mã số 9 là 300k cho giò này, tam màu sắc hoa vàng lưỡi trắng. Tiếp này, một đơn tiếp theo. Đây, đơn này tiếp theo đây ạ. Mã số 11 nhé. Cái đơn này thì được một ngọn mẹ và hai ngọn con. Đó, tam màu sắc hoa vàng lưỡi trắng, một mẹ và hai con. Đơn này bác nào sưu tầm được cái ngọn hoa vàng lưỡi trắng này em chia sẻ là 350. Mã số 11 cả nhà mình nhá. Cái giá này là giá em thanh lý rẻ nhất có thể rồi đấy. Còn bây giờ đi mua bên Thái những cái ngọn này phải 7-800 một ngọn. 7-800 một ngọn các bác ạ, giá nó đắt lắm. Bây giờ em năm nay em không nhập được ít nào, năm ngoái không nhập ít nào. Đó, hôm qua em bán có bán cả một giò to, em bán thanh lý nốt rồi đấy. Chán lắm các bác, giờ này miền Bắc chúng em mưa suốt ngày, mưa bão suốt ngày. Mã số 11 nhá. 350.000 đơn này. Tam màu sắc hoa vàng lưỡi trắng. Rồi em lên các bác nhà mình đơn tiếp theo. Đơn này thì lên cho các bác nhà mình 3 ngọn. 3 ngọn thì có ngọn đây này các bác này. Đấy, nó mưa bão nó rơi cái giò xuống nên là có những cây lá nó cũng bị dập, em cắt bỏ rồi. Thì đơn này thì em lên các bác nhà mình 3 cái ngọn. Ngọn như này thì để ví như là các bác nhà mình có thể ghép trên cái lũa, ghép cái dáng của nó trúc xuống như này các bác nhá, thì khi mà cái ngọn của mình á, đây, ghép trúc xuống như này thì cái ngọn của mình nó đi á, thì nó sẽ vươn cái ngọn nó ngóc lên nó rất là đẹp. Vì cái này các bác nhà mình có thể ghép theo cái dáng là cái ngọn dài nhất là trên cao này, xong thì hai cái ngọn này các bác mình có thể ghép ở hai bên này trên cái khúc lũa nó tầm như thế này các bác này. Đó. Thì cái ngọn dài nhất ở giữa. Đấy, còn hai ngọn kia các bác ghép hai bên đấy trên cái khúc gỗ như này, cái dáng nó buông xuống rất là đẹp. Và nó ăn nắng một thời gian á, cái ngọn nó sẽ ngóc, nó cong ở đây nó đi móc câu á các bác, rất là đẹp nhá. Giò này thì có 3 ngọn, đơn này của em thì có 3 ngọn. 3 ngọn tam màu sắc hoa vàng lưỡi trắng, đơn này thì mã số 8. Mã số 8 đơn này em chia sẻ các bác nhà mình là 350. 350 cho đơn này nhá, mã số 8. Tiếp theo của em thì có cái đơn đơn này em lên các bác nhà mình 2 ngọn này. Đây, cái ngọn này cầm cái ngọn này lên trước này. Cái ngọn này thì trước là nó bị gãy cái ngọn mẹ. Đây các bác nhìn này. Nói chung là cùng một giống tam màu sắc hoa vàng lưỡi trắng, lá của nó rất là to, xếp rụt và ngắn. Nhưng mà trừ những cái ngọn nào mà nó bị bóng ở bên trong, nó lướt ấy, nó bóng mất, nó không có ánh nắng bên ngoài thì lá của nó sẽ lướt hơn. Còn chuẩn của nó là lá của nó sẽ rất là to như này, là nó ngắn các bác nhé. Cái ngọn này thì nó rất là dài đấy, nó bị gãy ngọn mẹ đây này và nó để được 3 cây con này. Đấy. Để một chùm con. Đấy nhá, đơn này các bác nhé, nó vừa mới tàn hoa xong thôi. Tam màu sắc hoa vàng lưỡi trắng. Mã số 17. Nó cái dòng này khuôn bông của nó giống một cái dòng, đó là dòng nhạn A3 ấy. Các bác biết dòng nhạn A3 không ạ? A3 hoa vàng lưỡi trắng ấy, rất là đắt, rất là quý các bác ạ. Nó là hàng đột biến. Mã số 17 các bác nhé.
tam màu sắc hoa vàng lưỡi trắng. Rồi này mã số 17 chia sẻ các bác nhà mình hai ngọn này với giá bằng 350. 350 nhá. Đơn này bác nào chốt được thì mình lấy này. Rồi, đơn tiếp theo. Đơn này là mã số 12 các bác ạ, 12. 12 các bác nhá. Đơn này của em thì trên này cũng được hai cây con nữa rồi. Một mẹ và hai cây con. Cây đây cây này nữa là ba cây con. Mã số 12 là 280 các bác nhé. Mã số 12 cho một đơn tam màu sắc hàng đã nuôi thuần tại vườn, tam màu sắc hoa vàng lưỡi trắng mã số 12 với giá bằng 280.000 cho ngọn này. Đấy. Mà bác nào mà nhân cơ hội em đem tách lẻ ra thôi, em tách nhỏ cho các bác nhà mình dễ mua thôi. Bác nào lấy làm giống thì làm. Thực ra là không bao giờ em bán tách tam màu sắc, vì tam màu sắc nhà em là chuyên nuôi thuần những giò to, em bán là bán cả giò to. Cái giò này nó chẳng may, nó thật sự nó chẳng may là nó bị cảnh nhãn, nó mưa bão mấy hôm trước nó đánh phải, nó rơi phải, nó gãy mất cái một vế của giò tam, nó rơi giò tam màu sắc xuống đất luôn các bác ạ, rơi cả một cái giò to xuống đất luôn, cái giò tác phẩm nhà em ấy thì nó gãy hết một bên vế rồi. Cái bên này em đã ghép lại trên giò khác rồi, còn một cái vế này là nó đẹp hơn, những cái ngọn nó đẹp, nó không bị gãy dập mấy. Thì có ngọn thỉnh thoảng bị gãy một hai cái lá, cái ngọn không thì em tách ra em bán các bác mình chia sẻ làm giống nhá. Còn giò này của em là 28 triệu đấy, giò tam màu sắc hoa vàng đấy, cái giò to 28 triệu đấy. Bề tách lẻ ra bán cứ 100-120, nói chung là rất là buồn. Mã số 12 thì phải. 12. Mã số 12 280. Rồi. Mã số 15 là mấy cái ngọn nhỏ nhỏ. Mấy ngọn này chủ yếu là ngọn con của nó. Em tách ra đây, một ngọn này. Chỗ này là ngọn nữa là 2 này, 3 này. 4, 5, 6, 6 ngọn các bác ạ. 6 ngọn nhé, chỗ này được 6 ngọn. Mã số 15, 6 ngọn em chia sẻ đơn này với giá 280 cho bác nào lấy về làm giống nhé. Mã số 15 là 6 ngọn, 280.000. Rồi em chuyển đơn tiếp theo. Có một giày này. Nuôi lâu lắm rồi các bác, ngày xưa em mua được giá nó rẻ rẻ chứ bây giờ đắt cực kỳ luôn. Đây hàng một giày nhá. Các bác ngắm này. Cứ thả cái tay ở dưới cho các bác nhìn mình nhìn cái ngọn này, ngọn mẹ đây, ngọn mẹ này dài tầm mét 3 nhỉ, ngọn mẹ chắc tầm dài mét 3 đây, hàng một dề này. Vẫn trong cái giò đấy đấy, vẫn trong giò đấy, nhưng em tách cái này là tách cả một dề. Một ngọn mẹ và được 1 2 3 4 5 6 cây con, một mẹ 6 con, một dề tam màu sắc nhá, hoa vàng lưỡi trắng, một mẹ 6 con. Và anh nhấc cái ngọn mẹ lên cho các bác nhà mình ngắm. Một mẹ 6 con, tam màu sắc hoa vàng lưỡi trắng. Rồi này thì em chia sẻ các bác nhà mình với giá là bằng 800.000 nhá. Hàng nguyên một giày. Đơn này của em mã số bao nhiêu nhỉ? Mã số 10. Mã số 10 800 các bác ạ. Nó nguyên một giày đấy, tam màu sắc hoa vàng lưỡi trắng. Một mẹ 8 con. Lâu lắm rồi không chọn phân thuốc, các bác nhìn dễ nhá. Đây. Hàng mới tách ra mà dễ còn tươi nguyên, nó đẹp như này cơ mà. Đây các bác thấy không? Một mẹ 8 con. À một mẹ 6 con thì phải. Em chia sẻ giò này ngọn mẹ là dài khoảng tầm mét 3 rồi. Giò này với giá là bằng 800.000. Đó. Bác nào sưu tầm giò này mình chốt nhá. Bác nào hôm nay nhà mình có nhu cầu mà mình lấy gộp 2-3 mã thì các bác cứ liên hệ cho em gái mà lấy luôn các bác nhá. Giá nó bao rẻ các bác nhà mình rồi. Tiếp theo là một giò quế tháng 8. Cái này là dân người ta mới khai thác cho em. Mới về buổi sáng nay. Mới về buổi sáng. Thì bây giờ là buổi trưa em quay các bác này. Quế tháng 8 Hòa Bình. Và cái dòng này của em nó là dòng hoa xanh cốm các bác, nguyên bản trên rừng đấy. Hoa xanh cốm, đơn này được hai cái vòi hoa. Hoa xanh cốm đấy ạ. Hôm nay có một hai bông nở trong thùng rất là thơm, dân người ta khai thác về. Đơn này của em thì hàng vừa mới bóc trên rừng về. Hôm trước các bác hỏi em là những cái hàng mà mới về mà mình nuôi thuần thì mình sẽ dùng bằng kích rễ gì, thì các bác nhà mình này, nhà em thường là sẽ dùng super thai, mình phun super thai hoặc là mình có thể dùng Hùng Nguyễn các bác nhé, Hùng Nguyễn. B1 cũng được, nhưng mà Super Thai và Hùng Nguyễn này em nghĩ là tốt hơn. Dùng một trong hai, dùng một loại thôi, không phải dùng mấy loại cả. Đây ạ, có cái ngọn này, hàng dày này cũng rất là đẹp. Đó, hàng trên rừng nguyên bản đấy các bác. Vừa về xong ngọn này cũng khá là thẳng đẹp. Mã số 2 các bác nhé. Mã số 2 đơn này em chia sẻ các bác nhà mình là 250. Mã số 2 là 250 nha. Cho đơn quế tháng 8 này. Đang có vòi nụ hoa rồi. Đơn này chắc nó ngọn này nó phải dài được gần 50cm nhé. Gần 50cm. Rồi em lên tiếp các bác thì mình đơn tiếp theo này. Đấy, vị cái ngọn này đây các bác thấy ngồng hoa đây, ngồng hoa từ chân rừng đấy, nó cũng khá là dài. Nếu như về vườn này mình mà mình nuôi thuần lâu, mình cho ăn xăm phóc thêm phân thuốc thì chắc chắn ngọn nó sẽ cực kỳ là dài. Nhưng đây cái này hàng nguyên bản trên rừng. Đấy, cái này cũng đang để con này này. Ngọn này cũng đang để con này. Ngọn này cũng được hai nụ hoa này. Chủ yếu hoa xanh cốm đấy các bác. Các bác nào lấy cái lứa này được hoa xanh cốm, tại vì em thấy là bà con đi khai thác cái vùng này là toàn hoa xanh cốm thôi.
Đó, đây các bác nhá, hai cây mẹ và hai cây con, mỗi cây này để được cây con đây này. Đó. Đây này mã số 1. Mã số 1 đây này bác nào chia sẻ lấy thì em để cho bằng đây này là em để cho 380 nhá, 380 mã số 1. Cái này ngọn nó móc câu các bác thì mình về có thể ghép vào cái lũa nó dáng móc câu như này rất là đẹp. Và ghép như này, đấy, ghép như này cho nó dáng đứng thẳng này. Mã số 1 là hai ngọn các bác nhá, 380 cho đơn này. Đó, đơn này bác nào chốt được thì mình lấy đơn này nhá, đang có nụ hoa hết rồi. Hoa này nó bị dập dạp ấy, nó cũng là khá là lâu mà nó bị dập dạp ấy, khó quay quá nhỉ. Ở bên ngoài là nó xanh, màu xanh cốm ấy các bác, nhìn qua điện thoại nó đang ánh nắng nó đang lóe vào, với cái điện thoại cam của em nó hơi chất lượng cam hơi xấu, còn màu này là màu xanh cốm đấy, màu xanh cốm đấy, nhưng mà nó đang cam điện thoại em đang lóe vào. Hoa thơm lắm, bông này nở khá là lâu và bị vận chuyển thì nó dập dạp hết cả cánh rồi. Đó, hoa xanh cốm đấy cả nhà mẹ, không phải hoa thường đâu. Nhìn bên ngoài và các bác mới phát hiện là được. Vì quay qua cái cam điện thoại của em thì đây là màu xanh nó chuyển thành màu vàng này. Bên ngoài nó vẫn màu xanh, bên ngoài thực tế mắt em nhìn ở bên ngoài vẫn đang là màu xanh lét này. Nhưng quay qua điện thoại nó ra màu vàng. Đấy, do cái chất lượng hình ảnh của mình nó thế. Đây các bác nhá, đơn này của em thì được 3 ngọn. 3 ngọn toàn là dòng xếp rụt các bác này. Đây cuối tháng 8 toàn dòng xếp rụt đấy các bác nhá, một ngọn này. Hai ngọn này chuẩn cuối tháng 8 Hòa Bình các bác ạ. Bà con nên khai thác được vào cái vùng này nó lại được hoa xanh cốm. Hai ngọn các bác nhá. Ở ngoài rất là xanh nhưng mà quay ở trong thì cây nó lại ra cái màu vàng. Thực tế bên ngoài cây nó khá là xanh và đẹp tương đối. Tiếp theo là mã số tiếp theo 3 ngọn này. 3 ngọn này của em thì nó quế của tháng 8 Hòa Bình các bác nhá. 3 ngọn này cũng khá là đẹp, xếp rụt. Đơn này mã số 3 em chia sẻ cho với giá bằng 380.000. 380 cho 3 ngọn này, xếp rụt các bác ạ. Mã số 5 này, mã số 5 thì là hàng một dề ạ. Đây. Hàng chung một dề, một khóm. Được một ngọn, hai ngọn, ba ngọn, bốn ngọn, đang để thêm một con nhỏ, ba ngọn mẹ và có một con nhỏ bên trong nó là bốn. Hàng một dề đấy ạ. Quế Hòa Bình các bác nhá. Cái dề này thì em chia sẻ các bác nhà mình mã số 5. Như này các bác nhà mình nếu mà vào một chậu nó chung gốc như này các bác này, nó trụ vào một gốc nó chung gốc thì các bác sẵn đặt vào một cái chậu như này. Đó, và mình chịu khó phun phân thuốc vào một thời gian là nó sẽ hồi lại là cây nó cực kỳ là đẹp luôn. Thời tiết đợt này đang mát và nó thời tiết này đang rất là ủng hộ. Nên là các bác nhà mình chỉ cần khoảng tầm vào 15 ngày sau, nửa tháng sau là các bác thấy cây nó khác hoàn toàn luôn. Mã số 5 các bác nhé. Mã số 5. Đợt này em chia sẻ cho bằng 280.000. 280 nhé. Mã số 5. Hàng một dề đấy. Tiếp theo là mã số 4. Mã số 4 cả nhà mình ơi. Đó, quế Hòa Bình đấy. Bạn lá xếp rụt khá là đẹp. Năm nay quế đắt quá, năm nay khó đi mua quế. Cái này là em có chỗ người quen thì mình mới lấy được, còn không mua lại của dân bây giờ, dân người ta, dân bây giờ khô lắm các bác ạ. Đi mua về người ta đẩy giá rất là cao, bây giờ dân người ta đi rừng ấy, người ta cũng phải lấy công ấy, vì trong rừng càng ngày càng ít đi rồi. Người ta đi mấy ngày, 3-4 ngày trong rừng người ta mới về, nên là bây giờ người ta không bán giá như ngày xưa đâu, vì người ta bán đắt, đắt lắm. Không mua được, cái chỗ này là của anh em họ hàng người nhà nhà em. Đi lấy được thì về họ để cho bán thôi. Đó, đây các bác này. Lá nó khá là to đẹp. Quế Hòa Bình các bác nhé. Đơn này được một ngọn này, hai ngọn này, ba ngọn này. Đơn này ngọn này nó vừa tàn hoa xong. Ba ngọn quế tháng 8 Hòa Bình. Đơn này của em có mã số đó là mã 4. Mã 4 ba ngọn này thì rất là đều và đẹp. Thì đơn này bác nào chốt được thì em lấy cho bằng 430.000. Ba ngọn này đẹp đấy các bác ạ. 430 nhé. Quế tháng 8 Hòa Bình mã số 4, ba ngọn này, 430. Đơn tiếp theo này là những cái ngọn là vừa vừa. Tất cả đây đều là quế Hòa Bình, đều là bản lá xếp rụt đẹp các bác nhé, không phải dòng lá lướt đâu. Đơn này được một ngọn này, hai này, ba này, bốn này, năm này, năm ngọn nhé, năm ngọn quế Hòa Bình. Đơn này bác là chốt được em chia sẻ các bác nhà mình mã số 6 là 290. Mã số 6 là 5 ngọn, 5 ngọn này là 290.000. Rồi, tiếp theo đây các bác thì mình đơn tiếp theo. Mã này của em là mã số 7. Một ngọn này, hai ngọn này, ba ngọn này. Ba ngọn này mã số 7 chia sẻ các bác 250 này, 250 các bác nhé. Đó, bác nào nhà mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ cho em gái theo số điện thoại bên em là 0385050491 để mua hàng.
Ngoài ra em sẽ lên các bác nhà mình cái chậu Koki này nữa, Koki xưa, Koki hoa tím. Chậu này nó là hai cây cặp chị em song sinh này, có lỗi một cái lá do là mình nuôi thuần ở vườn lâu, hai cây này lá rất là đẹp. Koki xưa hoa tím ở nhà mình nhé. Chậu này mã số B29. B29 em thanh lý các bác nhà mình còn 330.000 thôi. Các bác đi mua một cây này cũng đã 350 rồi. Mà em đây là hàng thuần nhé, em bán các bác mình chậu hai cây này với giá có 330 thôi. Mã số B29 ạ. Đó. À, tiếp theo đây thì em lên chia sẻ các bác nhà mình đó là cái chậu mặt trời Bangkok lai với cửu. Chậu này cây rất là to. Còn một chậu duy nhất bán thanh lý các bác nhà mình là 450. Còn một chậu ba cây duy nhất bán thanh lý là 450. Mã số là B31. B31 ở nhà mình nhé. Đó. Một vài cái loại nữa đây. 4N đây các bác. Hoàng nhạn 4N đây. Cây này em thanh lý các bác nhà mình còn 250 này. Cây này mã số B25. B25 thanh lý còn 250 này. Đó. Bác lấy được mình nhắn giúp em. Cây tiếp theo cây 4N Mitsu mã số là E2. E2 các bác này, cây này đẹp. 4N Mitsu nhá, mã số E2. Cây này bình thường hơn 600 của em đấy, mã số E2 cây này vừa cao vừa đẹp. Thanh lý các bác nhà mình cây này còn 370 này. 370 các bác nhá. Đó, bác nào chốt được cây này mình lấy này. Rồi, cây này tiếp theo một cây thanh lý mã số E4 này. E4 cây này lá phải nói là siêu su luôn. E4 các bác nhá, lá vừa to vừa xếp rụt. Cây này là nó bị nứt một tí lá do cái khâu vận chuyển này. Chứ cây này lá quá to, tròn, xoe. Các bác đúng là gọi đồng xu, không có sai một tiếng nào các bác ạ. Cây này rất là đẹp nha. Nó chỉ bị nứt một xíu lá trên này này. Đấy, do vận chuyển về. Còn cây này, đây cây này nước vôi trong các bác nhé. Cái trắng trắng này là nước vôi trong. Mình lau cái là sạch. Em lười, em không lau đấy. Chứ lau cái là sạch xanh lét các bác ạ. Cây này rất là đẹp. Siêu xu luôn. Cây này giá của em bình thường sẽ có giá khoảng tầm 650. Cây to này, lá tròn. 4N Mitsu, cây này E4 em thanh lý còn 330. 330 các bác nhé. Đó, trên đây là em quay các bác nhà mình một vài cái dòng lan rất là đẹp. Thì cũng kính mời các bác nhà mình ghé qua ủng hộ. Đây cũng là một giỏ tam màu sắc hoa vàng lưỡi trắng, như là giỏ này em cũng đã bán cho khách rồi, em đang cắt nước cho khô để em gửi. Đó, thì cũng cảm ơn các bác nhà mình đã đón xem video của em. Thì xin mời các bác nhà mình ghé qua ủng hộ. Bác nào nhà mình muốn sưu tầm hàng gì thì mình liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em, đó là 0385 050491 nhé. Ngoài vườn có rất là nhiều dòng lan rừng đẹp nhưng mà em chưa kịp quay loại nào cả. Hôm nay em vội quá, chưa kịp quay loại nào. Em quay vài mã điển hình như vậy thôi. Bác nào muốn lấy gì mình liên hệ cho em gái nhé. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác. À đây, còn Koki hoa vàng em bận nghỉ mất 2 ngày. Koki hoa vàng này, hôm nay em xeo nốt này, 230 một cây này. Vừa đẹp vừa rẻ. Cây này cây Mitsu này các bác nhìn đẹp không? Nào, cây này lá vừa to vừa ngắn vừa xếp rụt này. Cái này không chơi, chơi cái gì, người ta bán 380, em bán 230, các bác biết là em bán rẻ, người ta tận 150 một cây này là các bác đã biết rồi. Có 230 cái giá này là giá thanh lý cuối vườn, em khẳng định luôn không một vườn nào có cái giá này bán cho các bác cho mình. Nên là bác nào chưa có thì mình tranh tay nhá. Số lượng ở đây cũng còn ít, không còn nhiều lắm. Ôi trời ơi, nó đẹp. Này các bác nhìn này. 230.000 cái giá gọi là thanh lý, gọi là kịch sản. Em xin mời các bác. Ui giời ơi. Nó đẹp dã man, bác nào muốn lấy mấy cây em nhặt cho nhá. Hôm trước thì anh Thanh Nguyễn anh lấy 12 cây, anh ghép một cái lũa rất to. Hôm nay em thấy gọi chọn cho anh thêm 5 cây nữa nhưng mà em chưa kịp nhặt, tí nữa em sẽ nhặt. Đấy. Chị Thúy Loan hôm qua cũng lấy 5 cây. Đó, bác nào mình muốn lấy 2 cây, 3 cây, 4 cây, 5 cây, lấy mấy cây thì gọi alo cho em chọn cho nhá. Đấy. Đây những cây đẹp em đã để tập trung vào đây rồi, còn những cây lá lỗi thì hôm trước bị 35 cây lá lỗi em đã bán thanh lý các bác nhà mình ấy. Xả lỗ luôn đấy, cái giá này là giá cắt lỗ luôn ấy. Nên là bác nào chưa có thì mình nhanh tay liên hệ cho em gái nhé. Em xin cảm ơn các bác mình đã đón xem video của em. Em xin được dừng video ở đây ạ.